Minh Đường Tử Vi xin mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với các bạn về tử vi chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Đinh Dậu, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh, sơn hạ hỏa, ngày đinh dậu, tức can khắc chi, nghĩa là hỏa khắc kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, sơn hạ hỏa, kỷ tuổi, tân mão, quý mão, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, quý dậu, ất mùi, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày dậu, lục hợp với thìn, tam hợp với sửu và tỵ, thành kim cục, xung với mão, hình dậu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Ất Mão, Quý Mão, Quý Tỵ, Quý Hợi, Quý Dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Thân, Bính Thân, Bính Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Phúc Sinh tốt mọi việc, sao Cát Khánh tốt mọi việc, sao Âm Đức tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Lại, xấu mọi việc, sao Hoang Vu, xấu mọi việc, sao Nhân Cách, xấu đối với việc giá thú, khởi tạo, sao Huyền Vũ, kỵ về an táng, sao Ly Sàn, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp, chủ nhật, ngày 13 tháng 2 năm 2022. Mời các bạn đón xem nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý, chủ nhật, ngày 13 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang phải chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này làm cho vận trình sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay không được suôn sẻ như bình thường. Với bao nhiêu gánh nặng đặt lên đôi vai của bạn khiến cho bạn rất dễ bị gục ngã bất cứ lúc nào nữa. Và lúc này với bạn tuổi Tý á, tiểu nhân vẫn đang lăm le tìm âm mưu để hãm hại bạn, ném đá giấu tay, cản trở kế hoạch khiến cho bạn mệnh khó hoàn thành được công việc đúng như tín độ, hoặc là làm xong nhưng lại có sự sai sót, tốn rất nhiều công sức và thời gian để khắc phục hậu quả. Điều mà bạn tuổi Tý có thể làm bây giờ là nên thận trọng, tỉnh táo và luôn kiểm tra kỹ càng mọi công việc, làm đến đâu chắc đến đó để hạn chế những vấn đề sai sót phát sinh có thể xảy ra. Bù lại, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chuyện tình cảm của bạn đang trên đà phát triển được thuận lợi. Đôi lứa tìm hiểu nhau lâu ngày có thể tính tới chuyện trăm năm nữa về ra mắt gia đình, mở ra chương mới trong mối quan hệ của hai bạn. Đối với những bạn đang còn độc thân, cũng có được cơ hội để thể hiện được sức hút của mình trước những người khác phái nữa. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, vận trình sự nghiệp khó được suôn sẻ như bình thường. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, đề phòng tiểu nhân vẫn đang lăm le tìm âm mưu để hãm hại. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, có thể phải tốn rất nhiều công sức và thời gian để khắc phục những sai sót. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, luôn thận trọng và tỉnh táo để hạn chế những vấn đề phát sinh. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, chuyện tình cảm trên đà phát triển, đối với những bạn đang còn độc thân có được cơ hội thể hiện sức hút của mình.
Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 67, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, người tuổi Thìn, người tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi Sửu có được một ngày tinh thần rất phấn chấn, nhiệt tình và năng nổ. Nhờ vậy mà hiệu suất làm việc của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay cực kỳ là cao, thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm được cấp trên đánh giá rất cao. Dù là ngày nghỉ nhưng bạn vẫn nhiệt tình, hăng hái để làm việc. Đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do sẽ có nhiều cơ hội để phát huy năng lực của bản thân mình, tự gây dựng được thành công cho mình nữa rồi. Chẳng những trong công việc của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay được thuận lợi, với bạn tuổi Sửu còn có được may mắn đón tin vui về con đường tài lộc khi bạn đang gặp được ngày có thiên tài nhập cục. Những bạn làm công ăn lương, tranh thủ thời gian rảnh có thể làm thêm, kiếm thêm thu nhập cho mình. Còn đối với những bạn đang thiêu nghiệp kinh doanh, buôn bán, có thể tận dụng thời điểm đang có được cát khí lên cao để tiến hành các hoạt động cầu tài, khai trương, mở rộng quy mô về kinh doanh cũng rất thuận lợi cho bạn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu á, cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn tuổi Sửu với nửa kia đang rất ổn định và vững chắc. Mỗi khi gặp phải những vấn đề khó khăn, bạn thấy thật là may mắn khi luôn có được người ấy lắng nghe và là hậu phương vững chắc của mình. Chỉ cần nghĩ về gia đình, với bạn tuổi Sửu sẽ có được mục tiêu để phấn đấu, để cố gắng hơn nữa cho tương lai của mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim có được tinh thần phấn chấn, nhiệt tình và năng nổ. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, hiệu suất làm việc của bạn được cao, được cấp trên đánh giá rất cao. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, người làm việc tự do sẽ kéo được có được nhiều cơ hội để phát huy năng lực của mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, con đường tài lộc được hanh thông, có nhiều cơ hội làm giàu. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ về tình cảm được ổn định và vững chắc. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 71, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay đang có điềm báo, có sự thất thoát, hao hụt khó có thể kiểm soát được. Và nguyên nhân cũng chỉ là bởi với bạn tuổi Dần đang thiếu đi sự sáng suốt và tỉnh táo, nhưng lại thừa về cái độ liều lĩnh, cho nên dễ đưa ra những quyết định về đầu tư sai lầm khiến cho tiền bạc bị hư hao, thất thoát là khó có thể tránh khỏi được. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần, bạn nên cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao của mình. Đừng có vội tin lời của một ai đó mà đổ cả đống tiền vào đầu tư, cuối cùng mới nhận ra mình đã sai. Khi tin lầm người, không tìm hiểu kỹ các thông tin thì tiền bạc cũng đã mất đi, khó lấy lại được. Và ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc, cái điều này cũng gây ra không ít áp lực lên chuyện tình cảm của bạn ngày hôm nay. Vợ chồng to tiếng với nhau, khắc khẩu vì những chuyện nhỏ nhặt, đôi lứa có sự tranh luận, cãi vã vì những hiểu lầm không đáng có. Càng mất đi sự bình tĩnh khi hai bên càng để cho những mâu thuẫn chia mờ lý trí, nói ra những lời làm tổn thương nửa kia của mình. Khi cơn giận nguôi ngoai, tình cảm mới thấy thương tâm và bứt rứt nữa đó nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, tài lộc có điềm báo bị thất thoát, hao hụt, khó
khó kiểm soát. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, thừa máu liều, cho nên dễ đưa ra những quyết định về đầu tư sai lầm. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, nên cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, đừng có vội tin lời của một ai đó, kẹo lại mất tiền, mang tật. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, mối quan hệ về tình cảm ngập tràn tranh cãi, mâu thuẫn liên minh. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 24, số 63, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: màu xanh lục, màu xanh rêu. Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Mão tương xung. Cái điều này khiến cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay khó bề được tươi sáng. Khi chuyện tình cảm của bạn tuổi Mão đang xảy ra nhiều mâu thuẫn, người ấy và bản mệnh không tìm được tiếng nói chung, những cuộc tranh cãi ngày càng nhiều hơn và khiến cho đôi bên chẳng ai là người dễ chịu, tâm lý nặng nề, muộn phiền ở bên. Còn về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, công việc của bạn mọi thứ đang diễn ra một cách thuận lợi, cho thấy có những dấu hiệu khả quan nhờ có sự đồng tâm hiệp lực của tất cả mọi người trong tập thể. Tuy nhiên, trong ngày cũng đang gặp tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Mão nên thể hiện cái tôi của mình tinh tế hơn và phù hợp hơn khi làm việc trong nhóm. Đôi lúc bạn cũng nên im lặng để lắng nghe người khác để có cái nhìn đa chiều hơn nữa nhé. Ngày chủ nhật này, bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cái điều này cũng sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn mệnh. Bạn cần phải chú ý chăm sóc cho sức khỏe của mình nhiều hơn, tránh để cho công việc và những nỗi lo lắng thường nhật ảnh hưởng nhiều tới tinh thần của mình. Sức khỏe là vốn quý, đừng có đánh mất nó vì bất cứ lý do nào cả. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này: tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, chuyện tình cảm xảy ra nhiều mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, đôi lứa thường xuyên xảy ra tranh cãi, khiến cho tâm lý nặng nề. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, công việc tiến triển một cách thuận lợi khi có được sự đồng lòng của cả tập thể. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, nên thể hiện cái tôi một cách tinh tế và phù hợp hơn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 12, số 58, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: màu xanh ngọc, màu xanh lá cây. Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở, cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng là thuận lợi. Với bạn tuổi Thìn, có thể tranh thủ tiến hành các dự định về hợp tác làm ăn hay là ký kết những hợp đồng trong ngày hôm nay, bởi bạn đang có được cát thần chiếu mệnh sẽ giúp cho việc xã giao của bạn diễn ra vô cùng là thuận lợi và suôn sẻ. Hầu hết các kế hoạch của bạn trong ngày hôm nay đều thu về kết quả được tốt đẹp, lợi nhuận được tăng cao rõ rệt. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có chính tài tụ khí, cái điều này sẽ giúp cho phương diện tài lộc của bạn trong ngày hôm nay vô cùng là hanh thông, làm đâu lợi đó, mọi đường đi nước bước của bạn đều rất trôi chảy, nhẹ nhàng mà kiếm được món hời. Kinh doanh đắc tài, quan chức đắc lộc, sự nghiệp và tài lộc đều tương đối viên mãn nữa nhé. Trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cái điều này mang tới cho bạn có được sự vui tươi, phấn chấn trong mọi mối quan hệ xã giao của mình. Không khí gia đình thì được hài hòa, mọi người vui vẻ bên nhau, gia đình rộn ràng tiếng cười, con cái hiếu thảo với cha mẹ, vợ chồng hòa thuận. Với những bạn đang còn độc thân thì không cần phải quá nóng vội, chắc chắn cơ hội gặp gỡ một nửa của mình sẽ sớm đến mà thôi.
Vài câu quýt cho bạn Thìn trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, các dự định về hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng diễn ra rất chi là thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, các kế hoạch về đầu tư thu được kết quả tốt đẹp, lợi nhuận tăng cao. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, tài lộc được hanh thông, làm đâu có lợi đó. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, cả về phương diện sự nghiệp, tài lộc đều tương đối là viên mãn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, các mối quan hệ của bạn đều có được sự hài hòa, tốt đẹp. Và đánh giá của bạn Thủy Thìn trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 45, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ trong ngày này bạn đang có báo hiệu không cần phải lo lắng quá nhiều về phương diện sự nghiệp vì đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu nâng đỡ. Với bạn tuổi Tỵ, bạn là người dám nghĩ dám làm và một khi đã quyết tâm là sẽ không chần chừ do dự. Cho nên có thể sẽ đạt được sự đột phá trong sự nghiệp của mình, thành công trong ngày hôm nay. Không thể không kể đến những đồng nghiệp và bạn bè đã luôn giúp đỡ cho mình tận tình từ trước tới nay. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ, trong quá trình thực hiện có thể sẽ khó tránh khỏi vấp phải những trở ngại với cộng sự do thương quan đưa tới, sẽ có những bất đồng quan điểm, nhưng nhờ cách xử lý khéo léo của bạn cho nên với bạn vẫn có thể khống chế được toàn bộ cục diện, đôi bên đạt được sự thống nhất cả về ý tưởng lẫn phương pháp thực hiện, cho nên công việc cứ thế tiến hành và trôi chảy được thuận lợi nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có hỏa kim xung khắc. Cái điều này khiến cho chuyện tình cảm của bản mệnh gặp đôi chút trục trặc và nguyên nhân bắt nguồn từ những việc hết sức là nhỏ nhặt nhưng bởi đôi bên cùng có tính nóng nảy cho nên không kiềm chế được cảm xúc của mình mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa có thể đạt được sự đột phá trong sự nghiệp nhờ có sự quyết tâm cao độ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ luôn có thể khống chế được toàn bộ cục diện nhờ cách xử lý khéo léo. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc tìm ra cách thức hợp tác phù hợp với cộng sự. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, tình cảm trục trặc dễ xảy ra tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, chú ý kiểm soát cảm xúc của mình để tránh gây tổn thương cho nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 66, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Ngọ đang có được báo hiệu sẽ rất vượng tài trong ngày hôm nay. Bản mệnh tuổi Ngọ sẽ thu về thành công, con đường tài lộc của bạn được rộng mở, cái việc kinh doanh, buôn bán, đầu tư vào lĩnh vực mới sẽ thu được thắng lợi bước đầu, tạo ra động lực lớn để cho bản mệnh vững bước trên những chặng đường ở phía trước. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cái điều này làm giảm niềm vui của bạn trong ngày hôm nay khi con đường tình duyên của bạn không được suôn sẻ như ý muốn. Gia đạo có sự bất ổn, ngọn lửa mâu thuẫn cứ âm ỉ tồn tại từ lâu, sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào. Nếu có một ai đó đánh mất đi sự bình tĩnh, vợ chồng nên tránh đối đầu trực tiếp vì khi nóng nảy có thể sẽ làm những việc gây tổn thương rất lớn cho nửa kia của mình nữa đó nhé. Và xem tử vi cho thấy trong ngày này đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi.
Tử vi cũng chỉ ra rằng hôm nay là ngày 13 tháng giêng năm Nhâm Dần, thiêu hại thượng là ông, nhân thần nằm ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân và gan. Vì vậy với bạn tuổi Ngọ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, dễ thu về thành công, con đường tài lộc được rộng mở. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, kinh doanh buôn bán, đầu tư vào lĩnh vực mới sẽ thu được thắng lợi bước đầu. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, thành quả hôm nay tạo ra được là động lực rất lớn để cho bạn vững bước về phía trước. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, con đường tình duyên không được suôn sẻ như ý muốn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, gia đạo bất ổn, ngọn lửa mâu thuẫn cứ âm ỉ và sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào. Và đánh giá của bạn tử Ngọ trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 74, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay rất chi là tươi sáng. Ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương, có thêm được nghề tay trái để gia tăng thu nhập cho mình, tuy là có chút vất vả, nhưng thành quả mà bạn nhận về khiến cho bạn rất chi là hài lòng nữa rồi. Và trong ngày chủ nhật này, đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, đầu tư, có được cơ hội phát triển về quy mô làm ăn lớn hơn. Nếu như bạn nắm bắt được cơ hội này thì chẳng phải lo không có tiền tiêu, bản mệnh cũng cần phải tỉnh táo và sáng suốt để không bỏ lỡ cơ hội, thời cơ phát tài đến với mình. Lại thêm nữa, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này còn mang đến cho bạn đang có được những tin vui trong chuyện tình cảm. Những bạn đang còn độc thân rất có thể sẽ có được cơ hội gặp gỡ nhiều người khác phái và khả năng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình là rất lớn. Còn đối với các cặp đôi đã xóa bỏ đi những khúc mắc, một lần nữa bắt tay với nhau cùng bước về phía trước, tình cảm bước lên một nấc thang mới nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, con đường tài lộc được tươi sáng, có thêm nghề tay trái để gia tăng thu nhập cho mình. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, đối với những bạn kinh doanh, buôn bán, có được cơ hội phát triển về quy mô làm ăn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, cần phải tỉnh táo và sáng suốt để không bỏ lỡ thời cơ phát tài đến với mình. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, đối với những bạn đang còn độc thân, có được cơ hội gặp gỡ nhiều người khác phái. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, các cặp đôi xóa bỏ đi những khúc mắc, tình cảm lên một nấc thang mới. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 58, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh và đây là cát thần chia chở cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên được tốt đẹp hơn. Với bạn tuổi Thân, nhờ sự thông minh và sáng suốt lại thêm có được sự may mắn trong ngày hôm nay, bạn có thể giải quyết được công việc một cách nhanh gọn và hiệu quả rất chi là cao nữa. Và nếu như bạn tuổi Thân cứ tiếp tục duy trì được phong độ hiện tại, với bạn đang có được báo hiệu con đường thăng quan tiến chức đang đến rất gần nữa rồi. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc cộng thêm năng lực làm việc của bạn rất tốt, bản mệnh sẽ sớm giành được mục tiêu mà mình đã mong muốn nhé. Và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 13 tháng giêng năm Nhâm Dần, thiêu hại thượng là ông, nhân thần nằm ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân và gan. Vì vậy với bạn tuổi Thân nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này.
Và ngày này với bạn tuổi thân á, nếu như bạn có công việc cần phải xuất hành đi xa thì nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn gặp được nhiều may mắn và thành công. Vài câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, vận trình hanh thông nhờ được các thần che chở. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, giải quyết công việc một cách nhanh gọn và đạt hiệu quả cao. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, báo hiệu thăng quan tiến chức đang đến rất gần. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, sớm giành được mục tiêu mà mình mong muốn nhờ có được tinh thần trách nhiệm cao. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, tránh tác động lên vị trí nhân thần trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 95, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật, ngày 13 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Dậu tự hình. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, trải qua một ngày không được suôn sẻ cho lắm. Ngày này với bạn tuổi Dậu, công việc của bạn khá bấp bênh, có nhiều vấn đề phát sinh bất ngờ. Do đó, bản mệnh cần phải chú ý hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Đôi khi, lời nói thiếu suy nghĩ kỹ càng, không kiêng nể bất cứ ai sẽ gây bất lợi cho bạn trong công việc về sau này nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, đang gặp hung tinh là thiên quan đe dọa. Cái điều này còn làm cho bạn đang có điềm báo, mất tiền hao của trong ngày hôm nay. Và chỉ một phút bất cẩn, nhẹ dạ cả tin với bạn tuổi Dậu cũng có thể sẽ bị kẻ tiểu nhân lựa lọc về tiền bạc. Đôi lời ngon tiếng ngọt kèm theo những lời hứa hẹn béo bở sẽ làm cho bạn tuổi Dậu dễ dàng tin tưởng và trao đi số tiền bạc mà mình chẳng chút nghi ngờ về tay những kẻ xấu nhé. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có kim khí vượng. Cái điều này sẽ tác động tiêu cực lên sức khỏe của bạn, nhất là khi bản mệnh đang có một ngày gặp nhiều áp lực trong công việc và vất vả trong chuyện tiền bạc nữa. Cứ như vậy, với bạn tuổi Dậu khó mà ăn ngon ngủ yên được đâu nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, công việc của bạn khá bấp bênh, có nhiều vấn đề phát sinh bất ngờ. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, cần phải chú ý hơn trong lời ăn tiếng nói của mình để hạn chế những rủi ro xui xẻo. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, có điềm báo mất tiền hao của vì bất cẩn, nhẹ dạ cả tin. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, chớ có vội tin và làm theo những lời ngôn tiếng ngọt của những kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, sức khỏe bị giảm sút trong ngày hôm nay khi bạn đang có nhiều áp lực trong công việc và tiền bạc. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 56, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật, ngày 13 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Tuất tương hại. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, thị phi có thể ập đến khiến cho bạn tuổi Tuất một phiên lao đao trong ngày hôm nay. Và có thể chỉ là lời nói đùa trong lúc vô tình của bạn nhưng lại bị kẻ tiểu nhân nắm thóp, ghìm và tìm cơ hội để trả đũa bạn. Do đó, với bạn tuổi Tuất cần phải lưu ý hơn trong những mối quan hệ ở nơi công sở, nói năng cần cẩn trọng là bạn hay là thù, chẳng thể nào biết trước được nhé. Bù lại, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, báo hiệu cho bạn đang có được một ngày tài lộc đầy nhà. Tiền bạc tích góp có kế hoạch cụ thể, bản mệnh lại biết chi tiêu hợp lý, kéo dài và kế hoạch hoạch định về tài chính rõ ràng, cho nên không lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc nữa. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp được ngày cô ngũ hành thổ sinh cho kim vượng.
Cái điều này cho thấy con đường tình duyên của bạn đang có được những dấu hiệu tốt lành. Các cặp đôi đã hóa giải được những mâu thuẫn, khúc mắc, không còn tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt nữa. Đối với những bạn đang còn độc thân, có thể được ai đó để mắt đến, sự ấm áp, chan hòa trong tính cách của bạn khiến cho đối phương không khỏi rung động nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, vận trình lao đao vì phải đương đầu với họa thị phi. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, cần phải lưu ý hơn trong những mối quan hệ ở nơi công sở. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, tiền bạc dư dả, thoải mái trong việc chi tiêu, nhờ có kế hoạch quản lý về tài chính hợp lý. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, con đường tình duyên có những tín hiệu tốt lành. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, đối với những bạn đang còn độc thân, có thể được ai đó để mắt đến. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 19, số 70, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Hợi, Chủ nhật, ngày 13 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có chính ấn nâng đỡ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay rất chi là tỏa sáng. Với bạn tuổi Hợi trong ngày này, những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán có được một ngày buôn may bán đắt lên như diều gặp gió, dường như không có khó khăn nào có thể cản bước của bạn. Với tài trí và tinh thần mạnh mẽ, bạn thoải mái có thể xử lý được các vấn đề bất ngờ phát sinh một cách nhanh gọn nữa nhé. Và trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng, báo hiệu cho bạn cái chuyện tình cảm đang được tốt đẹp. Người đã có gia đình hay là có nửa kia, bạn sẽ có được cơ hội cùng đối phương hâm nóng chuyện tình cảm, kéo gần khoảng cách của hai người. Ngược lại, nếu như bạn vẫn đang còn độc thân, bạn cũng sẽ nhận được những tín hiệu lấy lòng từ ai đó đang ở xung quanh mình nữa nhé. Và xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày Chủ nhật này. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, con đường công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, tín băng băng về phía trước mà không lùi bước trước bất cứ khó khăn nào. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, có khả năng xử lý các vấn đề bất ngờ xảy ra rất linh hoạt. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, đôi lứa có được cơ hội hâm nóng chuyện tình cảm, kéo gần khoảng cách. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, đối với những bạn đang còn độc thân, có thể nhận được những tín hiệu từ ai đó ở bên cạnh mình. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 20, số 86, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Sửu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.